Trời ơi, em đứng nào cũng vậy. Nói đi chị Dương, chị Hương, chú Dương. Chú Dương, tao chú Dương nè. Dương dài chứ. Ở Lan, Lan, chú Dương. Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Hồi nãy Ngọc ăn rồi, giờ tới Lan. Đi Lan rồi. À, nhà này ngay ngay. Giờ tới Lan nha. Còn nhà này là kết thúc. Chị, nhà này phải đi chú ngon lắm á. Em để ngọt lắm chị. Không mà con nhìn chú ngon thơm đúng không? Thơm mà, chú vừa mà. Chị Ngọc quá, chị hay một cái này. Chị mua bưởi cái nào cũng ngọt. Ừ. Các chị biết không, em mua năm cái bữa về nó chua lét, cái bữa em đem ra cho chị ăn, cái chị không ăn được. Em mua đồ ăn nó có phải chị Ngọc, tôi không biết mua bữa thì nó mà hôm nay mình nói chị Ngọc, tôi mua đồ ăn nó ngon thật á, mình nhiều lúc mình ăn nó ngon thật mà biết rồi mà chửi năm bữa chửi lắm.